Thủ tướng đưa ra yêu cầu này sau khi tiếp nhận ý kiến của các doanh nghiệp trên diễn đàn của các nhà quản trị. Cơ quan truyền thông của diễn đàn các nhà quản trị Việt Nam, báo The Leader Điện Tử có bài viết Du lịch làm gì để tăng tốc sau đại dịch, đăng tải ngày 2 tháng 5 năm 2020, trong đó có thông tin các nước đang chuẩn bị kích cầu giành thị phần trong cuộc đua du lịch quốc tế. Việt Nam cần tận dụng tốt hình ảnh qua phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh quảng bá là điểm đến an toàn, thân thiện, y tế bảo đảm cải thiện chất lượng dịch vụ, đổi mới tinh thần phục vụ, có chính sách khuyến mại hợp lý. Cũng theo bài báo, cần đặc biệt chú ý những du khách từng ở Việt Nam và được chăm sóc trong mùa dịch, mời họ trở lại làm đại sứ quảng bá du lịch trong thời kỳ mới, lột xác sau dịch. So với nhiều nước, Việt Nam thiệt hại tương đối nhẹ hơn nên phục hồi nhanh hơn. Đại dịch COVID-19 đào lộn trật tự thế giới, làm nhiều nước kiệt quệ, nhưng là đòn bẩy phát triển cho các quốc gia biết chấp thời cơ, vượt qua khó khăn, khẳng định phẩm chất, vàng thật không sợ lửa tiếp nhận ý kiến này thủ tướng chính phủ giao bộ văn hóa thể thao và du lịch nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh quảng bá phát triển du lịch báo cáo thủ tướng chính phủ